Lô chào anh em nhá. Đợt này mình đi vào chỗ Hòa, nhưng mà đợt này mình sẽ không đánh lục, mình sẽ đánh đài và gặp giao lưu với nhà báo nhá, với em Hòa ở trong Khe Là anh em nhá. Vừa vào đến nơi các bạn. Đấy, bây giờ bọn em lên đồ chuẩn bị đi ra Khe Là các bác nhá. Đợt này thì đánh không tính về con cá. Đợt này bọn em sẽ vào đấy giao lưu đánh đài một bữa nữa, xong rồi xem tình hình nào các bác nhá. Đợt này bọn em không đánh lục, anh sẽ đánh đài, tất cả là hạt xả này. Mấy đồ đài luôn, đợt này bọn em không đánh đục nữa các bác nhá. Đấy, bây giờ là anh em lên đường rồi, nhưng mà đến hồ không có ốc câu. Bây giờ là phải xuống đây để mò ít ốc biêu để mai câu các bác nhá. Ốc xả thì có rồi nhưng mà ốc biêu còn chưa có câu. Bây giờ xuống đây để bắt mấy con ốc biêu nhá. Đây là phát hiện là cái ruộng để bắt ốc biêu. Phát hiện chỗ này rất nhiều ốc biêu, bây giờ bọn mình sẽ xuống bắt nhá. Đây, rất nhiều. Nhặt một lúc 20 con này, hòa mãi mới được con các bạn. Không. Đây một lúc nhiều lắm, xoài chậu đấy. Rồi, sáng mai là đủ câu rồi. Thành quả của em đây, nhưng mà ngược lại đổi lại hòa đã máu, bị đỉa bấu. Hòa đã bị đỉa bấu rồi. Bọn mình đã đến vị trí câu, bây giờ xuống đồ xả ổ trước, sáng mai ra đánh anh em nhé. Còn đập Khe Là thôi. Đây là con đập Khe Là lần thứ hai, nhưng mà lần này là mình đánh đài. Giờ mình với Hòa đã xuống cái vị trí câu. Bây giờ mình với Hòa sẽ là ra mỗi anh em một bàn địa hình. Xả ốc hôm nay mình sẽ xả ốc chay trước, mai ủ thính nhá. Xả ốc chay lót đáy trước, mai ủ thính và xả. Bây giờ mình xuống đồ nhá. Bây giờ Hòa xả ổ Hòa trước, xong rồi em sẽ xả ổ em bên này nhá. Bây giờ mình sẽ xả hạt xả trước, xong rồi mình xả ốc nhé. Ốc thì nhỏ lắm. Mình xả hạt xả tầm độ hết chỗ này. Xả 4 con ốc. Xả hạt xả xong rồi bây giờ mình xả ốc. Đợi em Hòa sẽ di chuyển hết đồ đạc sang bên kia. Để anh bên kia tối qua xả ổ rồi. Xả xả rồi. Bây giờ mình sang ủ ốc để xả đánh luôn nhé. Cá thở đây hồ á. Cá thở đầy hồ. Cá thở đầy hồ thế. Trong cuộc hành trình đợt này đi của bọn em với Hòa thì có theo em Hùng bên nhà báo. Hùng, em làm bên nhà báo gì nhỉ? Ừ, chào mọi người. Mình làm bên chỗ báo VN Express. Báo tiếng Việt nhiều người xem nhất ấy. Là phụ trách ở khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh. Đấy, bây giờ là chuyến này là có em Hùng đi là viết các nội dung cho bọn em nhé. Là mình chuẩn bị tầm 6 con ốc, mình ủ luôn C7, đánh tự nhiên mình nên đánh C7, cả đánh đài hay là đánh đục, đánh tự nhiên các bác lên chọn em thính C7. Chỗ này phải tầm 5 đến 7 cân, mình trộn mình ủ luôn. Trộn đây trong vòng tầm 1 tiếng rồi, xong rồi mình xả ổ nhá. Mình sẽ ngồi đây, rồi mình xả ổ luôn. Xả mình sẽ xả xả trước, xong rồi mình xả ốc luôn anh em nhé. Ui, to Hòa ơi, to đấy.
cũng phải lên. Cứ xả ốc là vào việc. Lên hẳn trên, con lên hẳn trên. Chưa túm được. Ra ngoài thì nó lại sâu. Đâu rồi? Vẫn cao rồi. Đợi tí để nó vào trong. To. Hoa. Đấy bắt đi. Ê, có vẻ to phết đấy. Ừ, to đấy. Ui. Ui, ui trời ơi. Đen thui ấy. Đen xì luôn, con này đen xì. Ui giời, đen xì. Đen kịt luôn. Khỏe lắm. Ý. À, đẹp nhé. Ui giời ơi. Đẹp chưa. Sai này lại thả thôi. Sai này thả thôi. Ừ. Chỉ kia là mắt thả. Ướt mặt. Đi lên cái con đi. Con hơi nhỏ. À. Thôi, cho đi luôn anh đi. À, khoan để thả chút cảnh phòng tính. Được. Rồi thả đi. Rau của anh. Nắp bét con ốc xuống nữa. Vừa bật mày xong. Anh hao của cá, có phết đấy chứ. To hoa này. Hàng rồi. Anh hao phải đi qua hưởng lao không hưởng cái ban đó. Phương bàn rồi. Để cho nó lái bên này nhá hả nhá. Ok, anh lái con đỏ đi. Xuống tắm đi. Nó lôi mặt xuống đi. Cho nó sang bên này phát anh lên đây này, xong em hỗ trợ nhá. To mà đang cân cống rồi mới. Ừ. Cần đẻ đúng. Cần đẻ. Đó. To đấy, zip. Lên đây là cái chồi mà. To đấy. To không? Hàng to đấy. Khác bọt ngay mà nó rút kiểu đấy mà. Ui, đó. Ốc to tướng luôn. Học em nói anh con ốc to đinh. Ui to đấy quả. Ui sai to. Ừ. Cả đực cái kia khỏe. Khỏe hả? Cả đực.
đẹp chưa, ăn ốc dưới này. U đực này. Được. Ừ, đẹp thế. Dìu mày lên vào. Con này to hơn con kia. Đấy, mày mạnh cứ đi cứ nói đéo tao đi. Nếu mà đánh lười chanh nó ngoắc quá này. Phong á, con này để nó. Bữa trưa của em đây, bữa trưa đầu tiên là khe là. Đây là của em Mạnh nấu cho mấy thằng cháu. Cảm ơn em nhé. Đây hộp các bạn. Nó nhìn đéo đấy em. Bọn em gặp một tài nguyên tối nay cải thiện bữa ăn. Cây măng. Nghĩ ở đây tưởng là có hai cái cơ, nhưng mà đây còn có một cái nữa này. Dưới kia một cái nữa này, toàn cái ngon rồi. Đấy, xa, ba cái này. Trong này một cái nữa này. Trong này. Ui, ngọt. Ui xa, ôi này. Trắng nõn luôn. Chắc bồn cây như mấy này, bồn cây rồi. Thành quả này, yeah. Bữa ăn không mất sức. Nó bẻ phát là được nhiều lắm. Phải mươi mấy cây. Thôi lấy tạm 5 cây ăn trước thôi. Thôi đi. Tóc kiểu đỏ lúc lúc ra nó xong. Này. Mình phải có nghe chứ. Nó ngược, xuôi xuôi ngược này. Lần đầu em bóc, lần đầu. Bóc từ từ đi hả? Ừ. Cứ bóc đến đoạn non nó khắc sạch. Ừ, nhanh hơn ạ. Hết luôn hả? Ừ. Đâu, em bóc xem. Anh chỉ có câu cả hơi kẹp thôi chứ con việc khác cũng ok. Đây là cái gì cũng biết làm đấy. Từ câu cả. Đừng đùa. Qua dạo này đen móm nó thế thôi. Đâu? Phát cho đâu luôn. Ừ. Một phát ăn ngay. Ừ. Thôi. Ngủ lớn được thôi. Đấy. Cái ngon mà ngon nhất thì người ta vứt đi nó phải anh không? Đâu, cái đi bỏ chứ, cái cùi trên này bỏ anh. Thì đấy là nó còn thể lông lông á. Ừ, lông lông là bỏ thôi. Bỏ hết hả? Ừ. Phải nhá. Phải. Ờ, đấy. Bây giờ mình sẽ chặt một khúc tre này về để làm chuồng rũi. Sao kêu đỏ bao nhiêu cho xong. Ê không bảo có cưa. Ẹt. Không tìm được quay cảnh dân lại nữa là đủ. Đó là cho em thể hiện đóng chuồng rúi. Đóng nửa thôi, phần anh đóng nha, xem ai chỗ nào đóng đẹp hơn nhá. Không đóng hết được đâu. Thần có uống nước không? Ngồi chứ. Thằng cứ cứu uống nước. Tạm dừng. Wow, quá phê. Đâm đâu vào cọc. Đấy, em lại đâm đâu vào cọc. Quá phê. Cực luôn. Quá đà. Sướng cực luôn à. Ừ, mà phê. Êu.
Đây là công trình sót lại từ năm 2007. Đây ngôi làng nó chìm dưới này. Đây là ngôi cái nhà này nó cao hơn thì là còn sót lại ở trên mặt nước. Đây là cái bàn thờ sân này. Mình hiện tại mình đang ở sân nhà này luôn này. Đấy, từ năm 2007 còn sót lại. Đấy. Đây là nhà gì đây? Nhà tắm. Nhà tắm này, từ 2007. Kinh chưa? Không biết cái nhà. Ngôi nhà này, bỏ lại này. Bị chìm bỏ lại này. Các bạn thấy chưa? Bể nước. Bên này là cửa vào nhà tắm này. Còn bên này là bể nước, chứa nước này ngoài này. Đấy. Ngày xưa này. Con trọng đén vô đến ở thật này. Ôi, nhiều chai chai thế nhỉ? Nhiều, kín luôn. Này, em bốc con nằm lên cho em tha xem này. Kín luôn, ui. Kín mặt nước luôn. Rồi, khoan, giờ lên cái không? Này, không phải sang nhà tắm. Sâu phải không? Bên này sâu hơn đúng không? Vì bên này chứa nước mà. Bên này là nhà tắm. Xong rồi bỏ đâu đấy nè. Bắt nào thế này. Cởi quần lót bắt nào. Mặc áo, cởi áo đi xa lắm. Đi ra đấy, không có nhà tắm đấy, đổ nó vô nhà đấy. Vô nhà có sâu. Đây là cái sân này các bạn. Cái sân này. Cho anh hao vô ra. Bàn thờ này. Còn đây là hai cái cây để người ta giữ bóng mát của ngày xưa này. Còn đây là nhà tắm. Đây là bể chứa nước này. Đây là nhà còn sót lại. Đây là một cả một cái thành giếng, các bác nhìn kỹ chưa? Mình các bác ạ, bước lên phát kinh luôn á. Không, tự nhiên lạnh sống lưng. Cả một cái giếng luôn. Thấy chưa? Ở dưới giếng đấy có cái gì dưới không? Bên này nhà tắm này. Bên này là bể chứa nước này. Còn đây là cái giếng luôn. Em thử xuống giếng này. Giếng ấy có con trầm đen khủng ở dưới đấy. Em thử xuống giếng ăn sâu không? Sâu lắm. Không nghe dài. Phòng khách. Đây phòng khách. Phòng khách. Đây phòng khách, còn trong này buồng ngủ. 207 còn sót lại. Đây này. Đi nhẹ nhẹ xuống tường đổ. Đây là nhà vệ sinh ngày xưa nhà 207. Còn sót lại ở khe là. Đấy, những lối thoát mùi. Lối thoát mùi. Hệ thống thông mùi tự nhiên. Thông mùi. Không có nóc. Nóc chắc là hỏng hết rồi. Chuẩn cái hồ xì luôn thôi. Hoa thử chui vào trong nhá. Thôi. Cái gì tích hồ xì này mình nhìn lướt quá thôi. Cùng nhau chui vào. Từ 207 sót lại. Đi ăn tối rồi. Mời các bác ăn tối. Mời anh Hào ăn tối. Đấy, chỉ cái bát. Đấy, chín. Cơ bản thôi. Chỉ có măng cái chiều hai anh em đi bứt này. Cả cái cấu ở dưới lên này. Cơm chứ măng theo. Chẳng khỏi nhất là cái bọn này. Ngon lắm. Là miếng măng này hả? Măng ấy đằng đằng á. Mai là mấy gốc nữa. Là mười mười bảy con nắm gốc. Ở ngoài kia nó có mười mấy gốc à. Mang về muối. Đừng hỏi. Một cà đi. Cá này là cá của Hòa câu lên luôn. Đòn ra. Em biết là cái trọng cách của em khi mà đi câu cùng anh. Cái tím cong lưng. Thơm thế. Lần đầu tiên thử cá lắp cây la này. Nó phút của này. Quá ngon. Kinh đồ đâu biết nấu đi ngắp. Bây giờ á. Anh Hào chắc là ăn cá khai la nhiều rồi đúng không? Anh cũng được ăn mấy lần rồi.
nhìn lý á, anh em mình ăn một nồi thì không hết cái nồi cá này. Nó mà hết được. Mỡ mỡ bụng này. Cái lông mà hình sật sật á. Bụt lông. Cái này mình ăn trúng một mảnh lông nó mà nhỏ. Nhỏ. Hẳn vứt bộ lông. Thấy nó vứt tường ở ngoài. Em vừa vứt tiếp. Quen tay ạ. Rồi vào đi em ơi. Cái chuồng rúi của mình mới hòa vừa làm xong hôm qua nhé. Mình sẽ nhốt em vào đây. Mất rúi rồi. Đi tìm thôi. Nó chỉ đều đi đâu gần đây thôi. Nó không đi được nhanh đâu. Mới đào được 3 phát các bạn. Mới đào rúi được 3 phát. Vào tiếp thêm năng lượng một bát cơm đầy hư. Tưởng thế nào. Một thằng nữa rút quân vào uống nước. Tưởng thế nào. Đừng xem nó khát rồi. Anh tưởng mày thế nào. Sáng em không ăn đâu. Đào phế lắm. Một bát cơm đầy hự để tiến ra tiếp tục hành trình đào rúi. Tí nó đào nửa quả đôi này luôn. Tí nữa. Bác ta đang ở dưới đùn lên này. Này. Cho qua, cho qua. Ê, 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 nào. Thấy rồi cho mày. Đưa cho em cái que. Đưa cho em cái que. Này, chụp nha. Chụp nha. Mấy cái đuôi. Em đánh hai bên mép thanh lên ra. Ủy, 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 cái đuôi. Thôi. Tùm lý nhau. Chuồn. Bắt cái người lai vào ra. Hắn từ về anh ạ. Con ấy ngoan lắm. Đi xong từ về. Như gồ con chuột thổ ơi. Thôi báo về rồi các bác nha, bọn em rút hết quân rồi, thu hết đồ rồi, không còn cái gì nữa. Bây giờ báo về rồi, bọn em sẽ thu quân, thu đồ lên về. Và em sẽ đánh ở Hồ Rú Chuối, ngày mai em sẽ đánh đài một bữa nữa. Xong rồi em với Hòa lại tiếp tục vào Hồ Tây Nguyên để đánh săn đen tự nhiên nhá. Yêu quái về rồi, thôi anh em thu đồ sang bên kia để về rồi rút quân về nhá. Ngày mai anh kia bọn em sẽ vào Hồ Tây Nguyên và đánh tự nhiên một lần nữa. Mong sao lần này là chạm hàng nhá.